Mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại cùng Tuệ Tâm Giác Ngộ trong video ngày hôm nay. Hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong mỗi video và xin kính chúc các khán giả thân thiết sẽ có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hoa quả là một trong những nguồn cung vitamin tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên thì khi càng lớn tuổi, chúng ta lại càng có xu hướng ăn ít hoa quả hơn. Bước sang tuổi 50, sự trao đổi chất trên cơ thể đã bắt đầu giảm dần. Việc lựa chọn những loại quả bổ dưỡng và dễ hấp thu là điều cần lưu ý. Dưới đây là 4 loại quả đặc biệt có lợi cho sức khỏe của người trên 50 tuổi mà các cô chú cần ưu tiên sử dụng và những lợi ích đặc biệt của nó cho sức khỏe. Hãy cùng chúng tôi điểm danh ngay sau đây. Sau tuổi 50, đi chợ nhất định phải mua 4 loại quả này để người luôn khỏe mạnh và trẻ lâu. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Khi bắt đầu bước sang tuổi 50, cơ thể của chúng ta sẽ xuất hiện một số thay đổi nhất định. Kéo theo đó là sự trao đổi chất của cơ thể cũng bắt đầu giảm dần. Điều này buộc chúng ta phải kịp thời thay đổi nhu cầu dinh dưỡng của mình sao cho phù hợp hơn với thể trạng ở giai đoạn trung niên. Chỉ cần có một chế độ dinh dưỡng thật khoa học, cô bác sẽ cải thiện được tình trạng sức khỏe cũng như phần nào giúp cho quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Nhìn chung, các nhà khoa học thường khuyến khích những cô bác ở độ tuổi trung niên ăn nhiều rau quả, thịt nạc, cá, hải sản và tránh các loại thực phẩm có chứa chất béo bão hòa, đường, muối để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Trong đó, các nhà khoa học đặc biệt khuyến khích cô bác nên tích cực sử dụng các loại hoa quả tươi để góp phần bồi bổ cho sức khỏe. Và dưới đây là những loại hoa quả tốt nhất dành cho những cô bác trên 50 tuổi được các chuyên gia dinh dưỡng chọn ra. Mời cô bác cùng theo dõi để nhanh chóng bổ sung chúng vào chế độ dinh dưỡng của mình cô bác nhé. 1. Mận. Mận đặc biệt có lợi cho sức khỏe của những cô bác ở độ tuổi trung niên bởi chúng có thể ngăn chặn tình trạng loãng xương nhờ một khoáng chất vi lượng có khả năng giữ cho cấu trúc xương của cô bác luôn chắc khỏe, tránh tình trạng xốp xương do tuổi tác gây ra. Bên cạnh đó, mận cũng chứa rất nhiều chất xơ và rất ít chất béo nên loại quả này có thể làm giảm lượng cholesterol trong máu, giúp cô bác hạn chế nguy cơ mắc một số bệnh như táo bón hoặc nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, loại quả này cũng có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và không làm tăng đường huyết sau khi cô bác tiêu thụ chúng. Nguyên nhân là do mận có thể làm tăng nồng độ của một loại hormone có vai trò điều chỉnh lượng đường trong máu. Hơn nữa, việc cô bác ăn mận tươi hoặc mận khô cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 vô cùng hiệu quả. Song song đó, một số loại vitamin và khoáng chất có trong quả mận cũng rất tốt cho thị lực. Chúng có thể giúp cho cô bác phòng tránh các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, cận thị hoặc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác gây ra. Ngoài ra, một hoạt chất có trong quả mận cũng có khả năng giúp cho cô bác loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, từ đó hỗ trợ cho cô bác trong việc phòng ngừa một số loại bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư vú. 2. Quả mọng. Tất cả các loại quả mọng đều rất giàu chất xơ và có lượng đường tương đối thấp. Những chất xơ này đặc biệt hữu ích trong việc làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và tiểu đường cho cô bác. Bên cạnh đó, các loại quả mọng cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp cô bác cải thiện khả năng vận động khi tuổi tác của mình ngày một tăng cao. Ngoài ra, một nghiên cứu đã được tiến hành trong vòng 20 năm với 2.800 người từ 50 tuổi trở lên đã cho thấy những người ít sử dụng các loại thực phẩm giàu flavonoid như quả mọng sẽ có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao gấp 2-4 lần so với những người thường xuyên tiêu thụ loại quả này. Bên cạnh những lợi ích kể trên, các loại quả mọng còn có thể giúp cô bác làm giảm nếp nhăn trên da nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào của mình. Ngoài ra, một loại axit có trong quả mọng còn có thể giúp bảo vệ da của cô bác bằng cách ngăn chặn việc sản xuất các enzyme khiến collagen ở da bị phân hủy, nhờ đó làm chậm quá trình lão hóa diễn ra trên da một cách đáng kể. 3. Táo xanh. Táo xanh có hàm lượng đường rất thấp nên việc sử dụng loại quả này không hề gây ra bất kỳ tác động xấu nào đến lượng đường trong máu của cô bác. Điều này sẽ giúp cho lượng đường huyết của cô bác luôn được cân bằng, nhờ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường về lâu về dài cho cô bác. Táo xanh cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp tái tạo và làm trẻ hóa các tế bào bên trong cơ thể, nhờ đó giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Các chất chống oxy hóa này cũng có thể bảo vệ gan, giúp làn da của cô bác luôn căng tràn sức sống và ngăn chặn tình trạng thâm quầng mắt cực kỳ hiệu quả.
Với người lớn tuổi, việc ăn táo xanh cũng có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa các bệnh về xương khớp, bởi táo xanh có khả năng hỗ trợ tuyến giáp thực hiện đúng chức năng của mình. Đồng thời, việc sử dụng một quả táo xanh mỗi ngày cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ rối loạn thần kinh và chứng bệnh suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi. 4. Cam. Cam có thể cung cấp cho cơ thể của chúng ta một chất dinh dưỡng rất quan trọng để ổn định huyết áp. Đó chính là kali. Khi huyết áp của cô bác được kiểm soát, nguy cơ mắc phải các bệnh về tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ cũng vì vậy mà được giảm thiểu tới mức tối đa. Ngoài ra, hội chứng ruột kích thích, viêm loét dạ dày, trào ngược axit cũng sẽ được ngăn ngừa nếu cô bác dùng loại quả này đều đặn mỗi ngày. Hơn nữa, các chất dinh dưỡng có trong cam hoàn toàn có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch trong cơ thể của cô bác hoạt động tốt hơn, từ đó giúp cô bác chống lại được một số căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, loại quả này cũng giúp cung cấp cho cơ thể của cô bác một lượng lớn chất dinh dưỡng và các loại vitamin cần thiết, trong đó có vitamin D, một loại vitamin rất tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi. Ngoài ra, một nghiên cứu của Anh vào năm 2015 cũng đã chỉ ra rằng uống 500ml nước ép cam mỗi ngày sẽ mang lại tác dụng rất tốt trong việc cải thiện hoạt động của não bộ ở những cô bác đã lớn tuổi, bởi chất flavonoid trong cam có thể giúp cô bác cải thiện trí nhớ vô cùng tốt. Đi kèm với các lợi ích đã đề cập ở trên, việc thường xuyên tiêu thụ cam còn đem lại cho cô bác một số lợi ích khác như cải thiện nồng độ cholesterol, kiểm soát đường huyết, giúp thận khỏe mạnh, hỗ trợ giảm cân, giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. Một số loại thực phẩm người trung niên nên sử dụng. 1. Các loại rau có lá màu xanh đậm. Khi tuổi tác của chúng ta ngày một tăng cao, xương của chúng ta cũng trở nên mềm hơn và rất cần canxi. Do đó, cô bác nên bổ sung canxi từ các loại rau có lá màu xanh đậm như cải xoăn, bông cải xanh, rau bina để hạn chế nguy cơ mắc phải một số căn bệnh về xương khớp. Ngoài những tác dụng tích cực cho xương, những loại rau này cũng rất giàu chất xơ nên chúng có thể thúc đẩy chức năng của cơ bắp và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hơn nữa, hầu hết các loại rau có lá màu xanh đậm đều có chứa các hợp chất chống ung thư cực mạnh. Do đó, việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư da cho cô bác. 2. Hải sản. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lớn tuổi thường nhạy cảm hơn với các loại protein bởi cơ thể của họ không thể hấp thụ chúng tốt như lúc còn trẻ. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên cô bác dù sao cũng nên cố gắng bổ sung từ 140 đến 170 gram protein mỗi ngày, đặc biệt là protein từ cá. Các loại cá như cá hồi, cá tuyết, cá ngừ chính là nguồn cung cấp protein mà cô bác có thể sử dụng để duy trì cho sức khỏe của mình luôn ổn định, đặc biệt là sức khỏe cơ bắp. Cá cũng là nguồn cung cấp vitamin B12 rất dồi dào cho cơ thể. Ngoài ra, cá cũng rất giàu axit béo omega 3 nên việc cô bác tiêu thụ từ 2 đến 3 bữa ăn có cá mỗi tuần sẽ giúp cho cô bác làm giảm nguy cơ tử vong do các căn bệnh mãn tính lên tới 17%. 3. Quả hạch và các loại hạt. Tất cả các loại quả hạch như óc chó, mắc ca, hạnh nhân và các loại hạt như hạt điều, hồ đào, hạt dẻ đều rất tốt cho cô bác. Chúng rất giàu protein và chất xơ nên có thể giúp cho cô bác no lâu hơn, từ đó giúp cô bác hạn chế việc tiêu thụ thực phẩm quá đà và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như béo phì, táo bón hay tim mạch. Bên cạnh đó, hầu hết các loại quả hạch đều có chứa các chất béo không bão hòa nên chúng có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể người sử dụng. Ngoài ra, axit béo omega 3 trong loại quả này cũng có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa tình trạng tim đập quá nhanh hoặc quá chậm, nhờ đó hạn chế nguy cơ đau tim bất thình lình cho cô bác. Các loại hạt cũng là nguồn cung cấp chất béo omega 3 cực kỳ quan trọng cho sức khỏe. Do đó, việc tiêu thụ các loại hạt này sẽ bảo vệ não của cô bác khỏi chứng suy giảm trí nhớ mà người lớn tuổi thường hay gặp phải. Các loại hạt cũng có đặc tính chống viêm rất mạnh, do đó chúng có thể bảo vệ cho những cô bác nào mắc phải bệnh tiểu đường, bệnh thận và một số bệnh lý nghiêm trọng khác, tránh bớt phần nào tác hại mà những căn bệnh này có thể mang lại cho cô bác. 4. Các loại đậu. Đậu là loại thực phẩm có chứa rất nhiều chất xơ, protein nhưng lại có hàm lượng calo cực kỳ thấp. Chúng cũng rất giàu sắt, kali và magie. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc ăn nửa chén đậu mỗi ngày có thể giúp cô bác giảm 5% lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Bên cạnh đó, các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành cũng chứa rất nhiều isoflavone. Đây là các hợp chất có thể giúp cô bác điều chỉnh nồng độ hormone trong cơ thể khi tuổi tác của cô bác tăng cao. Ngoài ra, các loại đậu cũng là nguồn cung cấp protein thực vật rất tuyệt vời cho cơ thể. Do đó, cô bác có thể lựa chọn chúng để bồi bổ cho sức khỏe của mình.
đặc biệt là sức khỏe của hệ tim mạch. Qua những thông tin trên có thể thấy một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lão hóa do tuổi tác của chúng ta chính là chế độ dinh dưỡng. Một chế độ dinh dưỡng tốt có thể giúp cho những cô bác đang trong giai đoạn trung niên có thể giảm được nguy cơ mắc phải một số bệnh lý mãn tính hoặc một số bệnh lý có liên quan đến tuổi tác như giảm cơ, loãng xương, tim mạch, thừa cân. Đồng thời, chúng cũng có khả năng giúp cho cô bác hạn chế bớt tác hại của những căn bệnh nguy hiểm mà không may cô bác đã mắc phải. Như vậy là video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.